Rồi, ok, trước khi vào với cái game Dragon Ball Minecraft này thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cuối cùng để chỉ cho tất cả mọi người cách để tải Minecraft mod, và hy vọng là mọi người sẽ không hỏi mình nữa, bởi vì mình chỉ cái cách này là cách tận con ngựa nó tình nhất rồi, ai không biết thì mình cũng chịu thôi, bó tay, bó chân, bó răng, bó mồm, bó hàm, bó cả chân con Milu nhà mình luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chỉ. Các bạn có thể thấy mỗi khi các bạn vào channel của mình, và các bạn thấy ở những cái dưới cái phần description đây này, đây chính là cái phần description mình đều để cái link tải Minecraft mod. Ai cũng đều thấy hết. Nhưng mà chỉ sợ là một số bạn không biết cái description là gì. Thì đây chính là cái description nhá, mình nói nhiều rồi đấy. Đấy. Còn YouTube nó mới gửi cho mình một cái tính năng, đó chính là ai subscriber channel của mình sẽ có cái dấu phẩy này đấy. Nhìn rất là oách luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, đấy, đấy. Mấy thanh niên này chưa subscriber này, và thanh niên này cũng chưa subscriber mà cứ cãi là subscriber rồi nè. Đấy, nhìn rõ ràng chưa? Vì thế mà những cái nào mình nhìn đấy, mình có thể biết hết những ai đã subscriber channel của mình. Và từ tập này mình quyết định là mình sẽ chỉ trả lời những ai đã subscriber channel của mình thôi. À mà những ai đã subscriber channel của mình sẽ có quyền comment, bởi vì mình muốn tạo một cái lợi thế cho những anh em hội ML. Vì thế những ai đã subscriber channel của mình thì sẽ có quyền comment, và những ai chưa subscriber channel của mình thì sẽ không có quyền comment, kiểu như thế này. Những ai chưa subscriber thì xóa. Đấy, ok. Vì thế mà hội những ai trở thành hội anh em ML sẽ rất là lợi. Và các bạn nhớ nhá, các bạn sẽ ấn vào đây này. Đấy, thì nó sẽ ra cái trang này. Các bạn ấn tôi không phải là robot. Ok. Sau đó là các bạn ấn vào, đợi các bạn đợi 3 giây, 2, 1. Các bạn ấn get link thì nó sẽ đưa cho các bạn ra một cái trang này để các bạn tải game. Và các bạn ấn vào đây để tải. Ok chưa? Còn mình thì đã tải rồi. Thì mình không cần phải ấn vào nữa. Và mình sẽ vào đây. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy trong đây có sự gì khác biệt không? Thấy trên màn hình của mình có sự gì khác biệt không? Crazy Craft 3.0.2 mình đang chơi. Yeah, nhưng mình không quay. No. Để khi nào mình rảnh mình quay. Đây, nó sẽ ra cái tia chích này. Các bạn ấn vào, ấn chuột phải vào nha. Sau đó ấn vào đây để giải nén. Anh em nhớ phải giải nén ra, nghe chưa? Ấn vào đây để giải nén. Rồi, sau đó anh em sẽ giải nén ra cái folder này. Rồi anh em sẽ vào đây. Rồi, anh em sẽ ấn chuột phải vào cái này. Ấn chuột phải cái tia chích á. Rồi, send to desktop. Đấy, để cho dễ dàng hơn cho việc mở ấy mà. Rồi, sau đó các bạn mở cái tia chích này lên. Đấy, thấy chưa? Thực sự là chả có thằng cái game gaming điên khùng mà có thể rảnh rỗi đến cái mức mà ngồi chỉ mem đến từng mức như mình đâu. Rồi sao? Nếu mà ai chưa cài đặt thì phải cài đặt nhá. Cài đặt cũng mất tầm 5 tới 10 phút đấy. Rồi đây thì các bạn sẽ điền tên các bạn vào đây. Đây là bản crack cho nên không cần phải mua tài khoản, không cần phải mật khẩu đấy. Và các bạn sang phần mod pack, các bạn sẽ ấn tìm. Nếu các bạn muốn chơi cái gì thì các bạn tìm cái đấy. Còn cái hiện tại của mình đang là cái Dragon Ball Block C này, các bạn thấy chưa? Block C cộng này đấy. Và nếu như các bạn chưa cài đặt ấy, thì giống như này là các bạn sẽ phải ấn install để nó cài đặt. Và sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có nút nút play để các bạn ấn play và các bạn quất thôi. Ok. Và mình hướng dẫn như vậy là mình nghĩ là chắc là tận tình nhất đấy, chắc không có thằng cái mình nào rảnh rỗi hướng dẫn như mình đâu. Vì thế mà mình nghĩ là hy vọng là mình chắc không phải trả lời bất cứ một câu hỏi nào về cách tải game nữa. Ai còn hỏi về tải game thì mình block comment thì ráng chịu nhá. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu đến với cái series mới nào. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái series này của mình. Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít, và chào mừng các bạn đã đến với Minecraft mod Dragon Ball. Tại vì sao không phải là mod hay ship mà là mod mà Dragon Ball. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn muốn vả mặt mình ngay lúc này, nhưng mà vì mình không giữ lời hứa, nhưng mà mình nghĩ là headship chắc có nhiều người làm rồi. Và chắc là mọi người xem nhiều headship chắc cũng chán, với cả mọi người xem cái headship ấy chủ yếu là để chỉ thôi. Còn nếu mà mọi người xem cái Dragon Ball này đó, thì tất cả cùng xem và tất cả cùng học hỏi, như vậy nó sẽ hay hơn. Vì thế mình quyết định sẽ chơi Dragon Ball bởi vì nó nhẹ vô hơn, vì thế mình có thể cài được resource pack. Các bạn thấy đây là một cái resource pack nè, và mình có xem các game thủ nước ngoài người ta chơi rất hay, kiểu đánh với bọn Saiya, bọn Namek kỳ tùm lum tà la, kiểu không biết cái này có không, mà có 11 mod không biết, nhẹ quá. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nào.
Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái chỗ nhìn cũng khá là đẹp, và mình có mở rừng thưởng mà mình chưa thấy cái rừng thưởng đâu. Đấy, các bạn thấy thì sắp bách đẹp không? Nhìn này, đất như sô cô la luôn. Yeah. Vứt đi. Có xài đất làm gì đâu. Hình như mình mở rừng thưởng mà mình không thấy rừng thưởng đâu nhá. Bây giờ mình phải đi tìm rừng thưởng đã. Cái mod này đây, muốn ủa cái gì kìa? Con gì kìa? Con chó sói à? Cái mod này muốn có võ công mà trước tiên là các bạn cần phải đi kiếm được cái chỗ của thần thần mèo trước á. Ai mà chơi, ai mà xem phim Dragon Ball hay là chơi chiếc cái các kiểu ấy thì cũng biết đến thần mèo đúng không? Ui, con lợn mặt kinh nhé. Đù, mọi cái mod là đúng ạ. Ủa, mà cái rừng thưởng đâu? Đây. Mình có để mình có lợn mình có xin cái rừng thưởng. À, mình có để cái link respect ở dưới description á. Nếu ai có hứng thú thì có thể tải về. Bởi vì mình thấy cái respect cũng đẹp. E để mở túi đồ nè, E. Đấy, mới vào nó cho mình quả đầu của siêu thay của đầu của bọn Namết rồi. Mặc dù mình đâu có tính chọn Namết đâu. Đã hộ họ. Đi sắp bách này mới cho nên nó đéo đấy. Vừa đạo vỡ rồi mà. Đậu phộng. Thôi chắc ấn C à? Không, ấn ấn V để chọn thể loại nha, người nha. Akotian là bọn Phi-re này. Namek nha. Một nửa người một nửa xây ra xây ra đi rồi đúng rồi quất xây ra luôn tóc mà đây là kiểu tóc có rất nhiều kiểu tóc mình quất tóc dài luôn nhỉ đấy tóc dài xong rồi style nữa style là sao đây đi đủ rồi sexy quá đấy đâu đây đi nhìn cho phong cách. Nó không có màu tóc nhỉ. Sức mạnh nhỉ. Loại sức mạnh này ki ki chiến binh à. Đây là class này. Đây là chọn chiến binh đi. Ok. Mà không không thay đổi màu được à. Đậu phộng. Ok. Và nó sẽ hiện cho bạn cái này lên, mình có thể ấn ấn C để mình luyện công à. Đấy, các bạn nghe tiếng kêu không? Mình có biết luyện công này thì được cái gì không? Nhưng cứ tạm thời cứ từ từ đã, mở tiếng nhỏ xuống đậu phộng để anh luyện công còn nghe nhìn tiếng. À. Luyện công này bay được không nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Mà quan trọng là phải đi tìm được cái chỗ của thần mèo để mà tìm để mà có cân đổ vân với cả học mấy skill nữa chứ này còn kém lắm. Yeah sặc. Yeah đấy thế giờ các bạn thấy nhảy hai ô chưa khi mà chúng ta có sức mạnh của ki ấy, thì chúng ta có thể luyện công đó. Liên công trả được bao nhiêu? Đậu phộng. Hồi đào đã. Nếu mà đứng đây có thể nhìn được cái chỗ của thần mèo không? Mấy cái shop pack mới ấy. Đậu phộng đó. Mình có một cái giường đây. Mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đây. Một cái kiếm. Yes. Một cái dìu nữa. À mình chưa có kia. Rồi đào thêm đá đi. Mình học được mấy kêu Kamehameha hay là cái gì nhỉ? Có cầu kinh khi thì đều phải qua con thần mèo hết. Đậu phộng. Nhà bây giờ biết đi đâu để kiếm em thần mèo đây. What the fuck thần mèo mẹ đâu. Đấy. Thì cái respect này mới cài cho nên là
nó hơi bị lắc lắc, không phải là bị lắc mà nó hơi bị delay, ức chế vồn. Ok kìa, đấy nó kiểu nó không có vỡ. Rồi vỡ này. Đặt lên. Đấy, bạn thấy bay không? Bay nó kêu chích chiu. Giết con kiểu, giết con kiểu, giết con kiểu. Mình chưa chưa có gì có gặp được thần mèo ấy, chưa có học được mấy skill. Ô kiểu có thiệt à? 1.7.10 kiểu có thiệt à? What the fuck? Giết kiểu để kiếm giường ngủ à? Trước khi mình học skill thì mình không nên tiếp xúc nhiều bọn này. Rồi. Sao giết kiểu có thịt luôn à? Hay nhỉ? Yeah. Chiu chiu chiu. Ok kìa. Ồ, chỗ đất chỗ này lạ nhỉ. Ồ, khu này là khu gì toàn cứu này. Mình để tầm nhìn nó xa xa để mình nhìn được cái chỗ của cái con mặt lồng kia mà chả thấy đâu. Đây toàn đất đá thôi. Bay chỗ này rất bay rất cao nhá. Để xem con nút nào ấn để chỉnh sửa chính xác nào. Đây nè. Skill nè. Đồ khó gì đây? Normal ho. Normal. Nếu mà rồi. Để mình xem nào. Ơ chết rồi, mình ấn linh tinh tinh rồi. Xem nào. Skill. Không cộng được skill nhỉ. Đây nè. Mình chả hiểu mấy cái này lắm. Cộng được cái cộng rồi nhỉ. Di chuyển này, cộng hết vào di chuyển cho anh. Cái trừ hết đi. Cộng hết vào di chuyển. Ủa? Không cộng được vào di chuyển nào. Đậu xanh. Rồi. Ê, kìa. Chỗ kia có vẻ chỗ của thần mèo kìa anh em. Có vẻ như chúng ta may mắn rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đấy. Yeah. Khi gặp thần mèo rồi chúng ta có thể học được rất nhiều skill đấy. Đấy. Ok. Mình đã thấy chỗ của thần mèo. Ai mà xem 7 viên ngọc rồng mới biết thần mèo nha, ai không xem chắc không biết đâu. Mình chỉ sợ gặp quái vật thôi. Các bạn thấy respawn đẹp không? Mình để reception đấy nha. Và thăng thăng thăng. Sau đây nhiều hoa này. Đậu phộng. Đất đây quá đẹp luôn. Nhìn như sô cô la luôn. Mới tội là mình mới cài thì respawn cho nên nó hơi lắc. B làm cách nào để leo lên đây? Ồ lắc đấy nhở. Mình để tầm nhìn nó xa quá cho nên là nó hơi bị lắc một tí. Bất cả chắc nó đang loát cái chỗ của thần mèo này. Chỗ của thần mèo này là một cái mod mới à? Sặc ở trên cây ạ. Nhảy lên không? Lên được luôn nè, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Sức mạnh của Ki. Ok. Lên lên lên. Chỗ này thì có thể leo lên được. Nó giống như cái cầu thang ấy. Lên đây để chúng ta sẽ lấy một cái cân đầu vân. Ê ê ê. Ê ê, lên lên lên. Lên khó lắm. Ê. Cho em lên đi anh. Cho em lên đi. Đậu phộng. Vãi. Chắc là mình phải kiếm ít đất để mình lên vậy. Fuck. Nó leo được nhưng mà nó khó. Vì thế mình quyết định mình kiếm tí đất để mình leo lên. Mình sẽ lấy đất để mình trồng lên như mấy cái Minecraft thường. Lên đến khi mà mình có cần đồ vân thì chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Yeah. Chắc mình để cái kia nào. Để cái em tầm nhìn xuống bớt xuống để cho đỡ lắc. Ok. Hy vọng là mọi người không phiền. Lúc đầu mình để tầm nhìn nó xa xa để mình có thể nhìn thấy được cái chỗ của con thần mèo. Ý mà.
Đù. Mình lấy tầm nhiều nhiều đất lên để mình còn đu lên nữa. Luyện công. Sao mana nó không lên ta? Tí học trưởng rồi, ngồi trưởng nhỏ phê nào. Đậu xanh. Cái series chắc cũng chỉ tầm 5-6 tập thôi anh em yên tâm. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại Headseat chẳng hạn. À, gì rồi. Xong có đổi màu tóc ta. Đổi đổi quả màu tóc vàng vàng nhìn cho giống với anh say da nào. Nhìn đây, hãy nhìn. Ý, vãi sao bay thấp thế này. Yeah, thấy chưa? Bay phát lên cây luôn. Sức mạnh của siêu Saiya. B lên gặp thần mèo. Sặc bay cao đấy. Sặc. Nó không cho đặt nữa. Nó bắt phải leo à. Đậu phộng. Bắt dãy. Leo đây thì sao mình còn đủ đẳng cấp để mình leo lên đây. Lách quả, lách quả. Đừng. Yes. Ê, 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 đừng, đừng, đừng. Ngã, 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 ngã. Yes. Trên đây có gì hot? Ơ, có vẻ như chả có gì hot đây. Thân mèo đâu? Con lồng mèo rồi. À, trên đây còn đường nè. Đây, hello thần mèo. Đấy, cho tao một cái cần đầu vân nào. Đây, anh em có thể cầm cái cần đầu vân này. Này, ôi, thả ra thả cái đầu vân ra. Mang cho tao bay à? Đậu phộng. Chắc không bay ở trên đây. Học skill nè. Học skill bay nè. Cần 30 điểm kia. Mình thì còn có 5 điểm. Đậu phộng. Hỏi cái gì? Đậu thần nè, đây đậu thần nè. Thử ăn thử thế nào. Đủ đấy kìa, rồi bây giờ mình sẽ học skill skill bay. Xong học được. Mấy cót là mấy gì mana à? Chắc mình ngồi mình luyện luyện nhỉ. Cái này luyện làm sao nhỉ? Đủ con thần mèo này. 2.000 máu. Mình không múc được nó nhỉ? Múc được, ông múc rồi đấy. Thử xem nào. Có ở đây không ta? Không có à. Cộng cái này được không? Hình như mình có 10 cót à. Hình như mình có mới có 10 cót à. Để mình mò nút nào. Có nhiều nút mình không biết đấy. Đậu phộng đấy. Cái này gì ấy? À, mấy cái này kiểu như để server thế viết gì ấy. Đọc này đến già. Ok. Bây giờ chỉ còn cái học skill là mình chưa học được thôi. Mình thiếu kiểu thiếu mấy cái code này. Rồi bây giờ làm thế nào để đi lên nữa đây. Mình không nó, được kìa, trên kia là chỗ của gì nhỉ? Nhảy xuống dưới có chết không ta? Đậu phộng cái chỗ gần con này. Tao đào nát chỗ của mày ra bây giờ. Con cờ hó mèo. Thôi đi thôi. Không đặt mây được ở đây nhỉ? Chắc phải xuống dưới mới đặt mây được. Cân đầu vân. Chỗ này nhìn có vẻ khá là nguy hiểm. Mình đang leo xuống với tốc độ bàn con ngựa thờ. Ấy, đây là cân đầu vân. Bây giờ chúng ta sẽ lên cân đầu vân nào. Ấy. What the fuck? Đây, để dưới đất đi. Lên. 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 Bây giờ chúng ta sẽ lên chỗ của thực đế luôn à. Đù. Đây là chỗ này là ai xem Dragon Ball sẽ biết cái chỗ này chính là chỗ để cắm mấy gậy để bay lên đây. Nhưng mà sao nó gần thế nhỉ? Đậu phộng.
Đi cái cần đồ vân này khó lắm. À chắc là đi thẳng lên kia luôn. Đi máy bay đi thẳng luôn. Ôi trời ơi, khó đi thế. Hỏi lên, lên. Chỉ những ai có tâm hồn trong sáng và thánh thiện như mình mới có thể lên được trên trên đây thôi. Từ từ. À ấy sao cứ bị bay ngược nhỉ. Đậu xanh đây. Ồ ồ rồi, đây là thượng đế à? Đây là ốc tiêu hay thượng đế? What the fuck, đây là thằng ốc tiêu mà, đậu phộng. Đây là ốc tiêu mà, đúng không các bạn? Ốc tiêu không phải thượng đế. Ok, và chúng ta sẽ làm gì với thằng ốc tiêu này thì ở tập sau thì chúng ta sẽ biết. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của cái series Dragon Ball Minecraft này. Ok, và các bạn hãy theo dõi tập sau, mình sẽ chỉ các bạn tải game, hoặc là bạn nào có thể biết thì có thể tải trước. Rồi rồi rồi, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.